Ủa Hằng, em sao vậy? Tự nhiên thấy khó chịu quá, mùi cá tanh quá anh ơi. Ủa, bị lâu chưa em? Cũng mới đây thôi à. Chắc đây là triệu chứng của thai. Vậy là em có thai rồi. Em có thai rồi hả? Hình như là vậy á. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Như vậy anh sắp được làm cha rồi. Anh mừng quá. Sao em không nói cho anh biết sớm? Em sợ lỡ như nếu không phải là con trai, là con gái á, làm anh thất vọng thì sao? Tuy là anh rất thích con trai, nhưng con trai hay con gái gì cũng là con của mình mà. Với lại em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để sinh con. Dạ. Thôi, ngày mai mình dọn qua nhà mới đi em, khỏi cần có ngày tháng gì hết á. Sao giờ, giờ gấp vậy anh? Bây giờ em có thai rồi, mọi việc phải cẩn thận chứ. Anh sẽ nhờ người giúp việc, làm hết việc cho em. Em cảm ơn anh. Anh cảm ơn em mới đúng chứ. Anh hạnh phúc quá. Em đã cho anh hạnh phúc được làm cha nè. Thôi, uống nước đi em. Dạ. Em không biết là mình sẽ sinh con trai hay con gái hả anh? Anh đoán là con trai. Sao anh biết hay vậy? Anh đoán mà. Gen nhà anh toàn là sinh con trai không thôi. Nếu mà mình sinh con trai á, chắc ông Lâm mừng lắm á anh. Khi con sinh ra thì chắc chắn sẽ làm giấy khai sinh. Chắc chắn sẽ không bao lâu nữa ông Lâm sẽ bảo em đi làm giấy kết hôn. Ông cũng đã giao căn nhà mới cho em đứng tên rồi. Đó chỉ là bước đầu thôi. Em còn nhiều bước nữa mới chính thức trở thành bà Hoàng. Nhiều lúc em thấy em có lỗi với ông Lâm lắm. Ông tốt với em như vậy mà em lại đối xử với ổng lại. Chính ổng cũng được hưởng hạnh phúc mà. Đây anh, tình hình sao rồi? Dạ, con Hằng nó vô trong nãy giờ chưa ra nữa anh. Tốt, cứ theo dõi đi, nhớ chụp hình thật đẹp cho tao nha. Dạ, em biết rồi. Cho anh thêm món này rồi món này nữa nha em. Vô. Vô. Chị biết rồi. Thôi kệ nó đi, chị làm việc đây. Uống đi. Có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tôi không đánh phụ nữ. Sao anh biết là tôi sẽ nhờ anh làm chuyện gì? Làm gì cũng được, nhưng tôi không thích đánh phụ nữ. Anh cao thượng quá. Anh không làm thì kêu đàn em thân tín của anh nó làm. Đàn em của tôi cũng không thích đánh phụ nữ. Cô chủ thông cảm cho. Bày đặt ra dễ, tôi bỏ tiền ra thì khối người làm. Vô nè, vô. Vô. Uống đi. Rồi, vô đây ca. Ăn đi, ăn đi. Ăn nhậu thoải mái. Anh nghe nè Hồng. Anh Sáu hả? Làm nha. Ủa? Em có chuyện muốn nhờ anh Sáu giúp. Ba có chuyện gì muốn nói với con hả? Kim à, Hằng đã có thai rồi. Có thai? Ba nói thiệt hay nói chơi vậy? Ba nói thiệt đó con. Cái gì vậy ba? Ba có con
giờ ba chán ghét con rồi phải không? Kim à, con hãy bình tĩnh nghe ba nói nè. Con không muốn bình tĩnh gì hết á. Ba mà làm như vậy á là ba có lỗi với mẹ con, có lỗi với con. Ba biết không hả? Con không muốn ngoài con ra ba có một đứa con nào khác nữa hết á. Kim à, con hãy hiểu cho ba. Con không hiểu gì hết. Cho dù có chết con sẽ không bao giờ chấp nhận. Kim à, Kim. Kim, con đi đâu vậy Kim? Con không muốn ở nhà này nữa. Ba đã có đứa con khác rồi, cần gì con nữa chứ? Con làm cái gì vậy Kim? Con đi nơi khác ở. Chừng nào ba giải quyết xong chuyện này rồi á thì con mới về. Nghe lời ba. Kim, ở lại đi con. Kim. Không có nghe gì hết á. Kim. Kim. Ba buông ra đi. Kim à. Ba buông ra. Nói cho bác Lâm an tâm. Chứ con cũng chưa nghĩ ra cách để nói với Kim nữa. Để phiên giải một người, đừng nên dùng lời lẽ suông hoặc lý thuyết xáo rỗng. Không khéo sẽ gây phản ứng ngược lại. Kim nó đang có cảm giác hụt hẫng và nghĩ rằng mình bị ba bỏ rơi. Kim cũng không thể nào chấp nhận một người mình ghét làm mẹ kế. Để Kim thay đổi và chấp nhận sự thật là rất khó con. Dạ, con phải làm sao sư phụ? Khi có người ta hụt hẫng, con phải cho họ cảm giác vững vàng. Bắt họ chấp nhận tình yêu của người khác thì bản thân họ cũng phải được yêu. Người ăn đường sẽ hiểu đường ngọt, người ăn muối sẽ hiểu muối mặn. Dạ, ý của sư phụ là trong lòng con có để sẵn tình yêu cho Kim hay không? Dạ, con không biết. Con có. Con chẳng những con có tình yêu cho Kim mà có thể cho bất cứ ai. Một tình yêu rộng lớn bao dung, không hẹp hòi trong tình cảm nam nữ. Nè con. Dạ. Con hãy nghĩ Kim là Nguyệt. Nếu con bỏ mặc Kim không giúp thì có thể Kim sẽ là Nguyệt thứ hai. Thì lúc đó bản thân con cũng vướng vào đau khổ. Dạ, con mời thầy với anh Dương vô ăn sáng. Con nấu thức ăn sáng xong rồi. Cảm ơn cô Kim. Thầy dạ. Cũng thấy đói bụng rồi đây. Vô ăn sáng đi con. Sao nhìn em dữ vậy? Không có gì. Cái con này nhìn trước nhìn sau không giống phụ nữ, nên thức ăn mà nấu nhìn trước nhìn sau không giống thức ăn. Hey, hey. Thôi ăn sáng đi con. Ê ê ê sư phụ. Hả? Đừng ăn sáng. Sao vậy? Thức ăn này phải dành cho người đâu. Mỗi lần nhỏ này nấu á, ăn xong á sư huynh ăn hả, ối tới mặt xanh mặt vàng luôn á. Tại thằng Dương nó không cảm nhận được hương vị đặc biệt của món ăn. Thôi thôi thôi, để con nấu thứ khác cho mọi người ăn ha. Ăn này nguy hiểm lắm, bệnh đó.
Mình có thuốc mà. Bị chứng gì thì mình có thuốc trị chứng đó. Có lo cái gì? Đó, con nói mà, sư phụ không nghe lời con. Sư phụ ăn không có vô đâu, sư phụ nhả cái đó ăn có chút xíu à. Sư phụ thấy ngon mà con. Ngon? Ừ. Con tin con ăn thử miếng coi. Thử miếng coi. Thức ăn hành hạ người ăn, dở quá. Con phải cảm nhận kỹ hương vị của thức ăn. Mai á, mà con mới nếm mà phun ra, ăn sao nổi mà hương vị. Con phải cảm nhận bằng tâm. Để nấu được bữa ăn sáng này, Kim nó phải vất vả lắm đó. Có hương vị của sự khó nhọc và lòng yêu thương thành kính đó con. Khó nhọc à? Hai đứa. Dạ. Rồi bữa ăn đi con. Dạ. Dạ. Thức ăn chay của anh Dương đây. Đây. Cảm ơn Kim. Cá mập, ăn đi con. Dạ. Con mời thầy ăn sáng. Ăn sáng đi cá mập. Anh Dương ăn nhiều vô ngang. Cái thằng Tâm này suốt ngày đi đâu hoài vậy không biết nữa. Thiệt là tình à. Ồ, chị Nam. Ủa, anh Ba. Ừ. Chở cái gì mà lũ củ vậy anh? Tôi ra chợ thị xã mua ít đồ dùng cho tiệm thuốc. Vậy đó hả? Vậy thôi vô nhà uống miếng nước đi anh Ba. Ừ. Tiệm thuốc có mấy người à? Mà mua đồ nhiều quá vậy anh Ba? Trời ơi, 5 người thì tính ra cũng nửa chục rồi, còn gì nữa chị. Uống nước đi anh Ba. Dạ cảm ơn chị. Ủa, thầy Xuân á, mới nhận thêm đệ tử nữa hả anh Ba? Không phải đệ tử, mà vô học việc thôi. Có thêm người đỡ đần công việc vậy là khỏe rồi. Ờ, mà thêm ai? Người ở xứ mình hay xứ khác vậy? Không, cô Kim á. Cô Kim nào? Ờ, con gái của ông giám đốc bệnh viện ở đây nè. À, phải có cô Kim mà mê thằng Dương hết biết đường về phải không? Đó đó, cổ trai nữa. Thôi ôi, suốt ngày cãi nhau với con cá mập, làm tôi với Dương điếc rái luôn vậy. Chắc là cổ muốn kiếm cớ để gần Dương, chứ học hành gì. Con gái gì mà hết nói nổi. Tuổi trẻ bây giờ khó hiểu quá. Chị Năm. Dạ. Hồi nãy tôi đi chợ á, đi ngang sập vải, tôi thấy khúc vải này may áo đẹp, tôi mua tôi tặng chị nè. Cảm ơn anh Ba nha. Trời ơi, cho tôi hết cái này tới cái khác làm tôi ngại quá. Ngại gì không biết nữa, tại vì tôi không có vợ không con, nhiều khi cũng muốn mua đồ mà không biết mua cho ai. Ờ, khúc vải này may áo đẹp lắm. Anh Ba khéo lựa quá. Nó đồng thai, hồi xưa lúc tôi còn ở đoàn hát á, mấy bà hội có chỉ cho tôi cách lựa vải. Bây giờ mình lấy kinh nghiệm đó ra mình xài. Anh. Anh uống nước cam đi. Cảm ơn em. Có tin tức gì của Kim chưa? Ừ, Kim đang ở trên tiệm thuốc của thầy Xuân. Em thấy buồn quá. Vì em mà hai cha con của anh ra nông nổi này. Hay là mình tạm thời xa nhau một thời gian đi anh. Khi nào Kim chấp nhận thì... Em đừng có lo gì hết. Ở trên đó có thằng Dương và thầy Xuân khuyên bảo, biết đâu nó suy nghĩ lại. Em chỉ mong được như vậy thôi à. Em thấy áy náy lắm. Em không muốn anh khó xử gì em đâu.
Chỉ cần chúng ta bên nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Anh là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em. Ở bên cạnh anh, hai mẹ con em thấy hạnh phúc lắm. Hai mẹ con em là niềm vui lớn lao nhất mà ông trời ban cho anh. À, hả? Anh tính đặt tên cho con là gì vậy? Hay là mình đặt tên Gia Bảo? Gia Bảo hả? Nguyễn Gia Bảo. Sao lại Nguyễn Gia Bảo? Thì nó phải lấy họ của em chứ. Con của anh thì phải lấy họ của anh, Cao Gia Bảo. Nhưng mà mình chưa có đăng ký giấy kết hôn thì làm sao mà con lấy họ của anh được? Được rồi, anh sẽ nhanh chóng làm thủ tục kết hôn trước khi con mình ra đời. Cảm ơn anh. Ông muốn làm người tốt phải không? Tôi sẽ cho ông cơ hội đây. Có chuyện gì hả? À, mời vào. Thôi, bây giờ tôi phải làm việc rồi. Có gì nói chuyện với ông sau nha. Vậy nha. Ok, bye. Em xin lỗi, anh đang nói chuyện điện thoại hả? À, không sao. Anh đã nói chuyện xong rồi. Mà có chuyện gì vậy em? Mặt em nè, hết vết bầm luôn rồi đó. Thuốc của anh Kiệt hay quá à. Chúc mừng em. Em gửi anh hộp thuốc nè. Em cứ để dành xài đi. Bộ anh mong em bị đánh hoài như vậy hả? Không không không, anh không có ý đó. Anh á, chỉ lo cho nhan sắc của em thôi. Em cũng nói giỡn thôi mà. Em cũng thích hộp thuốc này lắm. Nếu mà anh Kiệt cho em á thì em cảm ơn anh Kiệt nhiều nha. Nếu mà anh Kiệt đang bận thì em xin phép về phòng làm việc nha. Em về phòng làm việc đi. Dạ. Lính của ông làm việc tốt lắm. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông. Cảm ơn ông nhiều. Một đấu với tao hả mình? Mình còn non lắm. Anh nghe nè em yêu. Anh hả? Hai mẹ con em nhớ anh quá à. Anh cũng nhớ hai mẹ con em. Hay là mình tìm cách gặp nhau đi anh. Không được em à. Có người đang theo dõi chúng ta. Em phải cẩn thận đó. Tạm thời đừng đến nhà anh nữa. Ai theo dõi mình hả anh? Con Kim đúng không? Không phải đâu. Em cứ yên tâm đi. Ở nhà dưỡng thai, anh sẽ có cách đối phó. Dạ, anh cẩn thận nha. Anh biết rồi. Anh hôn hai mẹ con em. Tâm nhìn gì vậy? Tâm cảm thấy ngôi nhà này hình như nó thiếu thiếu gì á. Thiếu cái gì? Thì nói chung là cảm giác thiếu thiếu thôi, chứ không biết thiếu gì hết á. Tâm. Tâm. Tâm làm gì nhìn chị dữ vậy? Thì cơm thơm quá à. Nhìn đồ ăn hấp dẫn và ngon quá à. Ngon thì ăn nhiều vô nha. Mà hình như còn thiếu thiếu cái gì á. Sao thiếu hoài vậy? Hả? À, đúng rồi, ăn cơm phải có âm nhạc mới vui. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em.
bạn đời ơi, anh mơ một giấc tình giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào. Tâm. Em sao vậy Tâm? Làm sao? Là làm sao ta? Xảy ra chuyện gì vậy? Ủa, em làm gì? Là làm gì? Mà em đã làm cái gì? Con Ngào. Em nói cái gì vậy? Anh không có hiểu gì hết trơn. Hai bức tượng đá, bức ngồi, bức nằm. Không biết thằng Tâm nó gặp chuyện gì. Tâm, Tâm, Tâm ơi, Tâm à, em sao vậy Tâm? Ngọt ngào. Ngọt ngào. Đó, nãy giờ nó vậy đó, Quỳnh cũng không hiểu nữa. Khó gì đâu, khó hiểu. Nó nói ngọt ngào, có nghĩa là nó mới ăn chè xong. Nó đang say chè đó. Say chè? Đúng rồi, người ta uống rượu, người ta say rượu, ăn chè thì người ta say chè. Tâm, em say chè đúng không? Say chè. Trời, bộ ăn chè mà cũng say được nữa hả? Nói vậy Quỳnh cũng tin. Nhìn mặt nó là biết nó đang say tình. Kìa, coi mặt phê ghê không? Say tình. Mà không biết thằng nhóc này đang yêu ai ta? Chắc là một cô gái tuổi ten, tóc đuôi gà. Quỳnh, Quỳnh biết nó yêu ai không? Sao Quỳnh biết được? Bình thường, nó thân với Quỳnh nhất mà. Chuyện gì nó cũng tâm sự với Quỳnh hết trơn. Chẳng lẽ chuyện tình yêu nó không tâm sự với Quỳnh sao? À, Quỳnh đâu có nghe nó nói gì đâu. Thằng này, câu vậy mà kín miệng thiệt á. Ngọt ngào, ngọt ngào. Ngọt ngào. Kìa, Quỳnh, Quỳnh coi kìa. Nó nói lộn luôn kìa. Áo đạp, ăn đạp đứng chắc luôn. Chị Năm ơi, chị Năm ơi, chị Năm ơi, chị Năm ơi. Ủa, đi đâu mà chở lũ khủ vậy anh ba? Thầy Xuân kêu tôi chở mớ rau củi này lên chùa để cúng, rồi sẵn tiễn đường chạy ngang coi chị có gửi cúng gì không rồi tôi chở đi luôn. Ủa, bữa nay ngày gì mà ông thầy xuống cúng chùa vậy? Sao cần ngày tháng gì không biết nữa. Thì cứ muốn cúng thì cúng thôi, do cái tâm mình thôi chứ chị. Tôi cũng định kêu thằng Tâm mua bao gạo đem lên chùa cúng á, mà từ sáng giờ đi đâu mất tiêu à. Ủa, nó chưa về nữa hả? Chưa. Mà chị mua gạo chưa? Để tôi chở lên chùa luôn cho. Có ai đi mua đâu. Cái thằng Tâm đi từ sáng tới giờ, cái thằng này sao làm tôi bực mình muốn chết luôn vậy đó. Ừ, thì chắc nó cũng đi công chuyện đâu đó thôi mà chị nhận gì. Công việc gì? Nó đi lông nhông phá làng phá xóm thì có. Tôi thấy thằng Tâm nó hiền, nó dễ thương, mà chị cứ càm ràm nó hoài à. Kìa, nó về tới rồi kìa. Ủa Tâm, con đi đâu làm cái gì mà mình mẩy ướt nhẹp ướt nhẹp vậy? Bất ba, hồi sáng tới giờ đi đâu? Má gọi điện thoại hoài sao không bắt máy? Điện thoại. Điện thoại của mày đâu? Quên rồi. Đó, anh thấy chưa?
lúc nào nó cũng ngơ ngơ ngác ngác như vậy đó. Nó không bằng một gốc của thằng Kiệt, anh hai của nó nữa. Sao chị cứ đem thằng Tâm ra so sánh với thằng Kiệt hoài vậy? Mỗi đứa một nết chứ gì. Anh đã bị thương có nặng không? Cũng không nặng lắm, nhưng tạm thời chắc là không làm được giang hồ nữa rồi. Không làm giang hồ cũng tốt thôi. Không ai muốn làm giang hồ đâu bạn. Vậy tại sao anh ta không kiếm việc gì lương thiện mà làm? Làm người lương thiện không dễ đâu. Làm người tốt càng khó hơn. Không phải là ai sinh ra cũng tốt số như ông. Sinh ra đã là người đàng hoàng, có sẵn tài sản, xài hoài cũng không hết. Hay bây giờ mình giúp anh ta một số vốn để làm ăn? Thì tôi cũng đang định nói với ông việc này đây. Anh ta cũng có vợ con, có cơ hội để sống được ổn định đàng hoàng, chắc hắn không bỏ qua đâu. Tôi cũng hy vọng là vậy. À, mấy ngày nay thì Kim tiểu thư có ngoan ngoãn chưa vậy? Cô cũng bình thường. Cậu không nổi loạn là tốt rồi. Tôi hỏi thiệt nha, ông có yêu cậu không? Không biết nữa. Tôi không thể bỏ mặc cổ được. Không thể bỏ mặc có nghĩa là rất quan tâm. Đó là con đường dẫn đến tình yêu người ta. Tôi thì tôi sợ cổ yêu tôi quá nhiều. Lỡ có chuyện gì cổ sẽ chịu không nổi. Chuyện gì là chuyện gì? Nè, ông còn dự tính yêu ai nữa hả? Tôi sợ tình yêu lắm. Hạnh phúc là mầm mống của đau khổ. Đời người vô thường. Đời người vô thường. Cho nên á, lúc nào yêu được thì cứ yêu. À, mấy bữa nay ông gặp thằng Tâm chưa? Chưa. Nó có chuyện gì hả? Tôi thấy nó lạ lắm. Tôi cũng không biết chuyện gì. Ôi, nó rảnh rỗi quá nên đi kiếm chuyện thôi hả? Ông nè, nên tâm sự với nó nhiều hơn. Ông cũng biết tình cảm của nó với Mai rồi mà. Thằng đó thích lái máy bay. Thôi kệ nó đi. Tâm yêu con Mai. Chuyện này hấp dẫn đây. Ê, bà nhắn cho tôi số điện thoại của thằng Tâm. Em anh Kiệt lẹ lên đi. Tôi kêu bà nhắn thì bà nhắn đi. Ừ. Nè, sao em đang ở đâu? Chạy qua tiệm thuốc gặp chị liền đi. Dạ Tâm để quên điện thoại ở nhà em. Em là ai vậy? Em là Mai phải không? Dạ. Trời ơi, chị Kim nè. Em đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở nhà. Em đang ở nhà phải không? Được rồi, em ở nhà chờ chị. Chị chạy qua nhà em liền. Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. Quan trọng lắm á. Chờ chị em... nha. Yeah. Cảm ơn em. Dạ em mời chị Kim vô nhà chơi. Em khỏe chưa? Dạ em cũng đỡ nhiều rồi chị. Chị nghe nói là mấy bữa trước em bị sốt. Nè, sốt là dễ bị tái đi tái lại lắm nghe chưa. Em á, đừng có ra nắng nhiều nghe chưa. Dạ. Thôi em mời chị vô nhà uống nước. Thôi uống nước làm gì, chị em mình ngồi đằng đó được rồi hen. Dạ. Chị có sao không? Không sao em ơi,
chị đi được. Chị có gọi điện cho tiệm bánh ngoài thị xã, chút nữa là họ tới họ giao bánh cho em. Chị á không có biết là em thích ăn loại bánh gì hết, nên chị lấy á mỗi thứ một chục cái. Dạ, chị tới thăm em là em vui lắm rồi. Ngại cái gì, lâu lâu á chị mới mua tặng em lần, chứ bộ ngày nào chị cũng mua đâu. Ủa Tâm đâu rồi? Dạ em cũng không biết nữa chị. Sao nó để điện thoại nhà em? Dạ hồi sáng Tâm có ghé nhà em chơi rồi bỏ quên điện thoại ở đây. À Mai nè. Dạ. Thằng Tâm á nó thương em dữ lắm luôn á. Dạ Tâm hay ghé nhà em chơi, chắc là Tâm không có chị gái nên thương em như chị gái thôi. Không, nó yêu em lâu rồi. Nó đang si tình em dữ lắm. Với lại á, em đẹp ngời ngời vậy, nó yêu em là phải rồi. Sao chị Kim biết chuyện đó? Chị nghe anh Dương với anh Kiệt nói chuyện. Anh Dương nói á, thằng Tâm nó đang thất tình em. Nó có những biểu hiện kỳ lạ, khó hiểu lắm. Có khi nào anh Dương lạnh nhạt với mình là vì Tâm không? Tâm. Dạ bác ba gọi con. Bay suy nghĩ gì mà đứng thờ thẫn như người mất hồn vậy? Dạ con. Cái mặt con á giống y như là mấy thằng thất tình vậy đó. Chắc rồi. Là vậy rồi. Trời đất ơi, bác nói chơi mà lại thiệt hả? Nè, mà con thích ai vậy? Lâu chưa. Con nhỏ đó là con cái nhà ai vậy? Thôi bỏ đi bác, tình yêu của con coi như xong rồi, không đi tới đâu hết, hổng hiu như án mây chiều, không biết đi về đâu hết. Trời đất ơi, thanh niên gì mà nói chuyện ra nghe thấy thiểu não vậy con? Nè, nhưng mà con nhỏ đó nhà cửa ở đâu, con cái nhà ai vậy? Thì nói bác nghe đi, có gì bác phụ bác giúp cho. Bộ con nhỏ đó có chồng rồi hả? Ôi trời ơi, chưa có chồng thì mày buồn mày lo cái gì không biết nữa. Người ta không có thương con. Thì bây giờ không thương thì biết đâu mai mốt người ta thương mày thì sao? Mai hả con? Dạ. Con vô chỗ nha bác. Thằng lạ thiệt. Bác ba lên hồi nào vậy? Bác lên nãy giờ rồi, cúng rồi nói chuyện với thầy xong rồi. Ủa mà hả? Tâm đi đâu vậy bác? Thì nó mới đứng ngoài sân nè, thấy bay vô cái nó bỏ chạy à. Bộ hai đứa có chuyện gì phải không? Dạ đâu có gì đâu bác. Bác thấy thằng Tâm hình như nó đang thất tình đó. Bác ba cũng biết chuyện này nữa hả? Thì nhìn cái mặt nó là biết liền chứ có gì đâu. Bác có hỏi nó thương con nhỏ nào, con cái nhà ai mà nó không chịu nói. Dạ thôi, con vô chùa con nói chuyện với Tâm một chút nha bác. Vô lựa lời an ủi nó đi con. Dạ. Thấy cái mặt nó buồn hiu tội nghiệp quá. Dạ, thưa bác con đi. Thank you.
Chị Mai. Điện thoại của Tâm nè. Cảm ơn Mai. Thôi Tâm ở đây làm nha, chị vô đốt nhang cái. Dạ. Chị, hôm qua em thấy con Hiền bị A đánh bầm mặt luôn. Em nghi á là bị bà Hồng đánh ghen. Ai biểu nó ngu, dám đụng tới bác sĩ Kiệt. Vậy hả? Nó ngu, nó đụng vô đồ cúng. Bà Hồng á hả, bà giữ như con cọp cái vậy đó. Vậy Hiền giờ sao rồi em? Hết bầm rồi chị. Nhanh vậy? Em nghe nó khoe là nó được bác sĩ Kiệt tặng cho một hộp kem, sức vô hiệu quả lắm. Chỉ có một ngày thôi là hết bầm liền. Bác sĩ Kiệt giỏi quá ta. Con Hiền bây giờ tâm hồn nó đang trên mây xanh á. Tình yêu đâu có tội đâu em, chị thấy tội nghiệp cho Hiền thôi. Tại chị nhân từ tốt bụng thôi. Em á hả, thấy cái mặt nó bầm em hả hê lắm. Ngày thường có động tĩnh gì là đi mé với bà Kim liền. Bây giờ bị trời quả báo rồi đó. Thôi chị em mình tám tới đây là đủ rồi. Em đi làm đi. Để hôm nào mình gặp mình tám tiếp ha. Chứ chị ở nhà hoài cũng buồn lắm. Dạ. Khi nào chị rảnh á, chị cứ gọi cho em nha. Em thích nói chuyện với chị lắm á. Nói chuyện với chị vui. Chào em. Dạ, chào chị. Dạ, em nghe nè chị. Em đang làm gì vậy? Dạ, em không có làm gì hết đó chị. Em thấy con Hiền sao? Con Hiền? Trời, hôm qua mặt nó bị bầm tím luôn, mà hôm nay hết rồi. Hả? Sao nhanh quá vậy? Em cũng không biết nữa. Nghe bảo khoe là bác sĩ Kiệt cho bả hộp kem, sức vô hết liền luôn chị. Hả? Anh Kiệt hả? Dạ. Nó đang sung sướng lắm. Em có nói với nó là bác sĩ Kiệt có bạn gái rồi, mà nó không có chịu nghe. Nó còn nói với em có vợ còn không sao, huống gì là bạn gái. Nó dám nói như vậy hả? Nó còn nói vậy nè. Có vợ thì bỏ vợ, có bồ thì bỏ bồ. Con nhỏ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Trên đời này có nhiều người ngoan cố lắm chị ơi, không bao giờ biết tỉnh ngộ đâu. Thôi được rồi, để chị xử nó. Dạ. Mày đi đâu mấy bữa nay? Tao kiếm mày không được. Dạ, tại em có chút công việc riêng. Cái chuyện theo dõi thằng Kiệt tới đâu rồi? Dạ không, vẫn chưa có tiến triển gì hết đại ca. Còn cái điện thoại với thẻ nhớ, mày sửa được chưa? Dạ, nó cũng hư luôn rồi đại ca. Đồ vô dụng. Có cái điện thoại mà giữ không xong nữa. Rồi, mày có chép lại hình không? Tại gấp quá, em cũng chưa kịp chép hình ra nữa. Vậy mất công tôi luôn hả? Dạ, em xin lỗi đại ca. Mày theo dõi thằng Kiệt tiếp cho tao. Có động tĩnh gì, mày báo cho tao biết liền, nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Mày còn đứng đó làm gì nữa? Đi làm việc của mày đi. Bạn mấy anh cứ dùng thêm. Dạ. Dạ, mấy anh ăn từ từ nha. Chào chị. Có chuyện gì không vui à? Chuyện giặt thôi mà. Tôi kêu anh hợp tác với tôi thì anh không chịu, làm tôi phải tốn công đi thuê người ngoài. Dù gì người trong nhà cũng tốt hơn. Tôi chỉ đánh đàn ông thôi, tôi không đánh phụ nữ. Phụ nữ còn đáng sợ hơn đàn ông nhiều. Không biết cô chủ có chuyện gì căn dặn. Không có chuyện gì thì không nói chuyện với anh được sao? Tôi lại tưởng cô chủ có chuyện gì giao cho tôi làm. Chuyện làm thì có đó, nhưng không biết là anh có chịu hợp tác hay không. Có chuyện gì cô cứ nói. Anh yên tâm đi, tôi không bắt anh đánh phụ nữ đâu.
mình hiểu nhau rồi, có thể hợp tác. Hợp tác vui vẻ. Tôi nghe. Cho hỏi có phải bác sĩ Kỵ không? Phải. Tôi có chuyện cần gặp anh. Tôi đang làm việc. Anh có thể đến bệnh viện được không? Vậy trưa anh có rảnh không? Mình tìm chỗ nào nói chuyện nha. Cũng được. Nghỉ trưa tôi sẽ gọi lại cho anh. Ok, cảm ơn anh. Mời vào. Anh Kiệt. À. À, em đem báo cáo cho anh nè. Ừ. Em để đây đi. À, em tặng anh. Cảm ơn anh đã cho em hộp thuốc thần kỳ. Anh cảm ơn người đẹp nhiều lắm. Bánh ngon quá. Ăn bánh này á chắc kiêng luôn quá. Nếu mà anh Kiệt thích á thì ngày nào em cũng mua cho anh Kiệt ăn hết. Anh đâu có dám làm phiền người đẹp mỗi ngày đâu. Em đến một mình hay đi với Kim vậy? Kim á đang ở chỗ người yêu của cổ rồi. Em cũng phải tranh thủ đi tìm người yêu của em chứ. Gì à? Ồ, hộp bánh ngon quá, cho em ăn với nha. Ừ. Dạ. Anh Kiệt cứ nói chuyện, em xin phép ra ngoài làm việc. Cảm ơn em. Em cứ để báo cáo ở đây đi, một chút anh xem. Dạ. Em xin phép chị. Cảm ơn em nha. Dạ. Em đang ghen với cô ấy phải không? Không đáng để mà ghen. Không ghen mà sòng sọc vào đây như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Sao vậy? Em đụng tới cổ anh đau lòng hả? Anh không phải là thằng Dương. À mà em đến đây tìm anh có chuyện gì không? Sao không gọi điện trước? Em đi ngang tự nhiên thấy nhớ anh nên ghé vô thăm thôi. Sẵn kiểm tra anh luôn đúng không? Ừ, anh muốn nghĩ sao cũng được. Anh không thích phụ nữ có tính đàn bà, em hiểu không? Em hiểu, nhưng mà em hiền á. Đối với anh chỉ tốt một chút thôi. Em đừng có làm khó dễ cô ấy mà. Anh không thích á, bạn gái anh giang hồ quá đâu. Ờ, nhưng mà em có làm gì đâu mà anh nói em giang hồ. Em làm gì thì tự em biết đi. Chuyện qua rồi, anh không muốn nhắc lại nữa đâu. Anh cũng không thích chuyện này xảy ra một lần nữa. Được rồi, thôi đừng có giận nữa đi. Em đến gặp anh là có chuyện quan trọng muốn nói với anh đó. Chuyện gì? Em định mua nhà. Em mua nhà ở đây hả? Dạ, em đã dành được một số tiền rồi. Có thể mua được một căn nhà đó. Mình đi chọn nhà đi anh. Em giỏi quá. Em giỏi hơn anh nữa rồi. Em mới làm sao mà giỏi hơn anh được. Anh là quân sư của em mà. Em đừng có đề cao anh quá. Anh á chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Trời ơi, nổi da gà trơn nè bà nội. Dạ. Anh Cá Mập có chuyện gì làm không? Em làm phụ cho nha. Má ơi, có nghe nhầm không vậy trời? Dạ không. Sao ngọt ngào quá vậy? Anh, để em phơi thuốc phụ anh nha. Hỏi thuốc này thanh cao lắm, để cho làm được rồi. Đừng đụng vô nó ô uế. Muốn làm việc phải không? Dạ. Đi vô lấy thùng tưới cây. Dạ. Anh
ơi, thùng ở đâu? Trời ơi, thùng ở trong nhà kìa. Dạ, em đi đây. Trời trời, trời trời, tôi nói chơi bà làm thiệt. Con khùng này nó làm tôi hoang mang quá. Không lẽ con khùng này nó cải tà quy chánh rồi hả ta? Như vậy chắc thiên hạ đại loạn. Không anh biết. Sao đứng nói chuyện một mình vậy? Đệ đang hoang mang. Hoang mang? Rất hoang mang. Đang nói tới Kim phải không? Chứ ai nữa. Trời, huynh thử nghĩ coi. Tự nhiên bà lùng mà hô, bà xuất hiện, cái bà nói với đệ á, cho bà phải hút đi. Rồi cái đệ kêu, ê, vô xách nước tưới cây. Cái chạy chậm lấy thùng xách nước liền kìa. Thấy ghê không? Chắc có âm mưu trộm cây, nhổ cây, bứng cây, đem thị xã chồng hay sao. Thật ra Kim cũng có nhiều điểm dễ thương lắm. Nếu để tiếp xúc nhiều thì chắc chắn để sẽ thấy ưu điểm của cô. Trời ơi, dễ thương là huynh thương đi. Thôi nghe, không có cười nha. Nói về làm thương thiệt hả? Không có cửa đâu nha, bình cửa đi. Không nói chuyện với đệ nữa, huynh đi phụ Kim tưới cây. Huynh, huynh. Trời ơi, đang yên đang lành tự nhiên rước khỏi thằng kia vậy huynh. Huynh. Ủa anh. Kim tưới từ từ thôi. Dạ.